Xin chào quý vị và anh chị. Anh chị quan tâm và theo dõi kênh YouTube của em thì cũng đã biết là em chuyên những cái dòng xe Đức và đặc biệt là Mercedes-Benz và BMW. Có đâu đó là những cái mẫu xe Lexus và một số những cái mẫu xe hạng sang khác. Thực sự là rất ít khi mà em lên sóng những mẫu xe đến từ Mỹ hay là từ châu Á. Thế nhưng nếu một chiếc xe đảm bảo những tiêu chí là chất và thực sự đặc biệt thì em vẫn nhập anh chị nhé. Và điển hình chiếc xe em mới mua về hôm qua đây, tối qua luôn anh chị ạ, đó là chiếc Ford Ranger Raptor. Chiếc xe sản xuất năm 2019, một chủ từ mới và odo hiện tại là 8 vạn km bảo dưỡng full lịch sử hãng nhé. Một chiếc xe bán tải mang biển A anh chị ạ, đó không phải là biển C nhé, là biển A, không có niên hạn đâu, chạy thoải mái, chạy như những chiếc xe con bình thường đó. Ngay từ cái tên của nó thôi, nó đã thể hiện cái sự to lớn và khổng lồ của chiếc xe này rồi. Raptor. Raptor có nghĩa là tên một loài khủng long bạo chúa ở thời tiền sử rồi. Đó, nếu mà anh chị quan tâm với những cái dòng xe này thì sẽ đều biết. Có một điểm thú vị trên chiếc xe này đó là động cơ. Với thân hình to, cao, bệ vệ. Thế nhưng chiếc xe chỉ dùng động cơ là 2.0 biturbo. Tuy là 2.0 biturbo nhưng cái sức mạnh đem lại thì thực sự là khủng khiếp. Nó tương đương với những chiếc xe sử dụng động cơ 3.5. Đó, biturbo có nghĩa là sử dụng hai turbo anh chị nhé. Một turbo thông thường và một turbo điện để hỗ trợ trong cái quá trình mà mình tăng tốc nó không bị trễ turbo. Đây là một điểm, một cái công nghệ mà phải nói trên những dòng Ford thực sự là đẳng cấp. Đó, và một điểm công nghệ phải nói tiếp theo đó là hộp số tự động 10 cấp. Trên thị trường xe thì thực sự là không có nhiều mẫu xe có cái hộp số tự động 10 cấp đâu anh chị ạ. Đó, thực sự to lớn nhá. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen và có pha nỉ bên trong anh chị nhá. Da lộn, xin lỗi anh chị. Đó, da lộn. Và gia chủ cũ đã nâng cấp cho chiếc xe này rất nhiều đồ. Bản thân khi chơi một chiếc Ford Raptor ấy thì không phải là mua về để chở hàng anh chị ạ, mà con xe này thực sự là một chiếc xe mục đích để ăn chơi. Và khi đã là những dân chơi thực sự thì chắc chắn phải cá tính hóa chiếc xe. Đầu tiên đó là bộ mâm, thực sự là rất là hầm hố anh chị nhá. Lốp Goodyear là một trong những cái bộ lốp mà đặc trưng trên những cái dòng xe bán tải được nâng cấp. Đó, rất là hầm hố, gân gố. Trên phiên bản này hệ thống treo sau là treo lò xo chứ không phải là treo lá nhíp như những chiếc xe phiên bản Ford Ranger đâu anh chị nhá. Đây, em chỉ luôn cho anh chị. Đó, đây nhá. Chính vì vậy là nó đi nó sẽ thực sự là êm ái hơn. Đó, lốp dự phòng đây rồi. Quá to lớn luôn anh chị ạ. Em vừa mới mua chiều qua thôi, chưa qua spa, chưa qua sơn gì cả. Lên sóng luôn cho anh chị. Sau video này thì sẽ là một quy trình spa và bảo dưỡng nghiêm ngặt tại chính showroom của em. Đó, tiếp đến là gia chủ cũ đã nâng cấp thêm hệ thống đèn. Khi tối qua em mua về thì thực sự chia sẻ với quý anh chị là lần đầu tiên em đi một chiếc xe mà có hệ thống đèn chiếu sáng siêu siêu tốt. Tất nhiên là hệ thống đèn độ thì nó sẽ siêu sáng rồi anh chị ạ. Những chiếc xe Đức em đi rất nhiều rồi, tuy nó rất thông minh nhưng mà để nó về độ sáng thì sẽ không bằng chiếc đèn được độ trên chiếc Ford Raptor, khủng long Raptor này đâu. Và một chiếc xe chạy 8 vạn km bán tải thì liệu nó còn đẹp không? Thì thưa với quý anh chị, nó cực kỳ đẹp. Đây, đây là phần nội thất mộc của một chiếc xe 8 vạn km bán tải. Tất cả những chi tiết như keo chỉ, khung răng hay là động cơ hộp số em đã kiểm tra rồi. 100% là nguyên bản anh chị nhé. Đó, vô lăng siêu siêu đẹp luôn, gần như mới. Đó. Và qua cái nội thất này thì có thể chứng minh gia chủ cũ là một người cực kỳ cẩn thận. Đây, da này pha với da Alcantara anh chị ạ. Đó, rất đẹp nhá. Biểu tượng Raptor đây rồi. Với một chiếc xe Raptor thì chắc chắn rồi, những cái chế độ lái hay là những cái cài cầu hay là khóa vi sai trung tâm là điều không thể thiếu rồi. Đây, cài cầu này, khóa vi sai trung tâm này, ọp ABS này, hỗ trợ đổ đèo này, chắc chắn là phải có rồi. Lái chiếc xe này rất bệ vệ nhá. Có một điểm mà em phải nói với quý anh chị là vừa nãy em có đi về quê thì đi vào những cái cung đường nhỏ thì thực sự là
bất tiện vì chiếc xe này nó quá to lớn anh chị ạ. Đó, đây em thì đứng lên trên cái bệ của nó xem nhá. Anh chị có thể thấy này, nó quá cao lớn luôn. Đó, quá cao lớn luôn. À, anh gia chủ cũ này thì làm chuyên đi câu. Đó, anh chỉ mang cần câu đi theo thôi anh chị ạ, và đi đánh gốp thôi, chứ cũng chả bao giờ chở hàng đâu. Vì là bản thân một chiếc Ford Raptor chả ai mua về đi chở hàng cả. Đó, anh chị có thể nhìn thấy là nó chưa qua một chở hàng nhiều đâu, chỉ để đồ linh tinh thôi. Thực sự to lớn. Với cái tầm giá chưa đến 900 triệu ở thời điểm hiện tại, đã có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe mà có thể nói là ông vua bán tải, chiếc khủng long đến từ nhà Ford, Ford Raptor. Đây, em sẽ quay hàng ghế sau cho anh chị nhé. Hàng ghế sau còn siêu mới luôn. Gia chủ cũ thì chắc chắn thôi, anh ấy sẽ rất ít đi hàng ghế thứ hai, có rất ít người ngồi nhá. Anh chị nhìn thấy đây, cái này hàng ghế thứ hai em đánh giá nó siêu mới nhá, gần như mới. Đó, những tính năng đằng sau có thể có hai cổng sạc này, và có một cổng sạc AC 230V. Nó cực kỳ hữu ích khi chúng ta đi picnic này, đi đâu đó xa này. Một chiếc xe vượt mọi địa hình, cân mọi cung đường. Và không phải tự nhiên mà chiếc xe Ford Raptor lại là mẫu xe bán tải được cực kỳ yêu thích ở thị trường Việt Nam đâu. Đây, anh chị có thể thấy hệ thống đèn này, siêu sáng luôn. Đây đang là thời điểm mà ban ngày nhá. Chỉ cần mở cửa ra là hệ thống đèn sẽ được kích hoạt. Với khuôn tiền chưa tới 900 triệu, anh chị đã có thể sở hữu cho mình cái mẫu xe này rồi. Anh chị quan tâm được mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua cái địa chỉ là Auto19, lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em.